Ngày 19 tháng 12, Công an tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông năm 2023 cho 155 cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng cảnh sát giao thông, công an cấp xã và một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh. Dự buổi khai giảng có đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong 3 ngày từ 19 tháng 12 đến 21 tháng 12, cán bộ chiến sĩ tham gia lớp tập huấn sẽ được các báo cáo viên Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Báo Bắc Ninh truyền đạt 3 chuyên đề: kỹ năng xử lý, giải quyết điểm nóng truyền thông liên quan đến an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, kỹ năng tổ chức hội nghị tuyên truyền, kỹ năng tuyên truyền trực tiếp trước quần chúng nhân dân, cách viết tin bài tuyên truyền về an toàn giao thông, quy định về thẩm quyền xét duyệt, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cổng thông tin điện tử, fanpage, mạng xã hội. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ chiến sĩ những kiến thức cơ bản, các bước tổ chức và kỹ năng tuyên truyền trực tiếp, cách viết tin bài tuyên truyền an toàn giao thông và giải quyết điểm nóng truyền thông liên quan đến an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu cán bộ chiến sĩ tham gia lớp tập huấn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy lớp học, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những kiến thức được truyền đạt để có thể vận dụng một cách linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn công tác tại đơn vị địa phương mình.